Dạ vâng, xin chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, các anh em có thể nhìn thấy trên đồng hồ hiện tại là hơn 8 giờ buổi sáng ngày 15 tháng 10. Chúng em đang phối ghép một cấu hình combo để chuẩn bị gửi vào Bình Dương cho anh Dũng Lò Vôi. Và trong buổi sáng này thì em cũng xin thay mặt là JK Audio xin gửi lời chào, lời chúc tốt lành và tràn đầy năng lượng đến toàn thể các anh em cũng như anh em đam mê âm thanh và là fan của JK Audio. Hiện nay với cấu hình combo này thì các anh em có thể nhìn thấy có sự phối ghép của một cặp loa WeWood VK921, một dòng loa với một cái phong cách thiết kế rất là sang trọng, dòng loa 4 đường tiếng với những cái thông số lý tưởng như hiện nay chúng ta có thể khai thác nó từ 150W cho đến 400W và độ nhạy 90 dB. Và con này anh em có thể đánh với những dòng âm ly cổ hay là những dòng âm ly yếu công suất như là những chiếc âm ly 2.3 tầm độ 8 sò đã bắt đầu đánh hay rồi. Sở hữu cho mình một cái cấu hình loa, một dàn loa rất khủng như là một con bass 30 gần mút xốp này, kết hợp với một con trung lớn. Và điều ấn tượng nhất là trên con 921 nó có một con tép kèn, gọi là tép phễu đây. Nó sẽ cho cái giải hai, giải chép cao rất là hay và chi tiết và có độ phóng xa tốt. Kích thước lần lượt cụ thể như là cao 75cm và ngang là 38 và sâu 30. Khoác trên mình màu vân gỗ rất đẹp, và cái màu này thì nó tương đồng với những cái dòng loa cao cấp như SH1005, SH1008, anh em có thể nhìn luôn đây đó. Và cuối cùng đó là bộ đôi thiết bị X7 DAC. Và công anh em thời điểm này đặt những cái cấu hình combo thì sẽ được tặng một bộ mic cao cấp của WeWood, model là VK999. Với bộ mic này thì hiện nay các anh em yên tâm rằng là nó được thiết kế ra cùng với thương hiệu của đẩy X7 DAC, đồng tông màu này, và bản thân nó được hãng đưa về để phục vụ cái nhu cầu là lên combo tặng kèm những chiếc đẩy 7DC như thế này ạ. Đấy, cùng thương hiệu. Hiện nay với cấu hình như này là 13.500.000 đồng. Và chúng em đang được lợi thế ở chỗ là lên đồng bộ được thương hiệu, nên anh em sẽ yên tâm về cái phần giá cả. Chúng ta không cần quan tâm về phần giá cả gì hết. Chúng ta không cần quan tâm về giá cả các anh em nhé. Chúng ta chỉ cần quan tâm là hiện nay một cấu hình này các anh em đang được nhận những cái gì và đang được phục vụ như thế nào. Đối với những cái bộ combo này thì đa phần là các anh em sẽ được tặng hẳn một bộ mic không dây là một, và thứ hai được miễn phí giao hàng toàn quốc. Đấy, kèm theo phụ kiện dây jack đầy đủ. Thứ ba nữa là chúng em sẽ lên đường lắp đặt luôn cho các anh em cái bán kính 100 đến 200 km và miễn phí cho các anh em mấy chục km đầu tiên, nên anh em có cần bàn giao trong ngày, nếu phạm vi cho phép liên hệ ngay cho JK chúng em sắp xếp kỹ thuật giỏi đi bàn giao luôn. Và ngay sau đây em sẽ đi vào test luôn một bản karaoke theo cái yêu cầu của anh Dũng Lò Vôi ở Bình Dương với một cấu hình VIP như thế này. Xin mời các anh em chúng ta cùng đeo tai phone và lắng nghe thưởng thức một bản karaoke nhẹ nhàng trên cấu hình combo VIP này. 6 2 2. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh có quyện gốc thông già. Chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lứa thưa chìm dưới sương mù. Quỳ bên nhau trong góc giao đường, tiếng khinh cầu dệt một yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa, duyên tình thêm nhạt nhòa. Rồi từ đó chốn phong ba, em làm dâu nhà người.
âm thầm anh tiếc thương đời, đau buồn anh khóc chia phôi. Anh về gom góp kỷ niệm tìm vui. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buồn tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đá u buồn. Giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương. Tiến đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu.